Xin chào anh chị và quý nhà đầu tư, em Thu Huyền đang có mặt tại một vị trí đắc địa tại huyện Cam Lâm. Đó là vị trí mặt tiền quốc lộ 1A tại xã Cam Hải Tây, Cam Lâm thưa anh chị. Thì em xin mời anh chị theo chân em cùng tham quan vị trí đất bên em nhé. Và xem Cam Lâm có những tiềm năng gì mà thu hút nhiều nhà đầu tư đến vậy. Xin mời anh chị ạ. Quốc lộ 1A, con đường tơ lụa kết nối Bắc Nam, đường hiện trạng quốc lộ 1A là đường 26m và sẽ được quy hoạch mở rộng thành đường 75m thưa quý anh chị. Và nhìn sang đối diện là vị trí đất bên mình rồi nè anh chị. Rẽ phải về hướng Bắc, đi tới thành phố Nha Trang chỉ mất 30 phút di chuyển. Từ vị trí này anh chị di chuyển về trung tâm huyện Cam Lâm chỉ mất 2km và di chuyển tới sân bay quốc tế Cam Ranh chỉ mất khoảng 12 phút di chuyển thưa quý anh chị. Và tại vị trí đất, đường trải nhựa, đường hiện trạng là đường 8m và đã có vỉa hè, cây xanh, cống thoát nước cũng như là đèn năng lượng mặt trời cho mình hết rồi. Và cách nút giao cao tốc Bắc Nam chỉ 5km, cách bãi dài bãi tắm chỉ 7 phút di chuyển và cách bến xe lớn nhất tại huyện Cam Lâm chỉ 2km thưa quý anh chị, cũng như là cách Ủy ban Nhân dân xã, chợ, trường học chỉ 1km. Diện tích đa dạng từ 93 đến 217m2 trên một nền, phù hợp để anh chị xây nhà ở, cửa hàng kinh doanh, quán cà phê, homestay, khách sạn hoặc là nhà nghỉ cho thuê thưa quý anh chị. Giỏ hàng cực kỳ khan hiếm chỉ 67 nền thưa quý anh chị và quý nhà đầu tư. Ngắm nhìn cụm đất một lần nữa, chúng ta di chuyển ra quốc lộ 1A và tham quan khu lân cơ huyện Cam Lâm, sân bay quốc tế Cam Ranh cũng như thủ phủ nghỉ dưỡng bãi dài, bãi biển tại Cam Lâm anh chị nhé. Quy hoạch đồng bộ, đường nhựa, vỉa hè, cây xanh, cống thoát nước, đèn năng lượng mặt trời không khác gì một khu đô thị mini thưa anh chị. Và chúng ta rẽ trái là về thành phố Nha Trang nè anh chị. Và chúng ta rẽ phải là đi vào huyện Cam Lâm thôi nè anh chị ơi. Từ vị trí đất của mình rẽ phải, hiện tại chúng ta đang di chuyển trên quốc lộ 1A. Thêm một thông tin là cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang Cam Lâm đang trong quá trình hình thành, dự kiến năm 2023 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đời thay đổi khi đường thay đổi có phải không anh chị? Khi cao tốc Bắc Nam đi vào hoạt động, giá đất tại Cam Lâm sẽ tăng đột biến. Sản phẩm mặt tiền quốc lộ 1A tại Cam Lâm vẫn đang rất là hot. Thì từ vị trí đất của mình, anh chị di chuyển tới Ủy ban Nhân dân xã, chỉ mất khoảng 700m. Thì như anh chị và quý nhà đầu tư cũng đã thấy thì ở đây khu dân cư đông đúc, tiện ích dân sinh đầy đủ, điện, đường, trường, trạm. Từ vị trí đất của mình tới trường trung học Trần Bình Trọng, phía bên tay phải của mình chỉ mất chưa tới 1km. Và phía bên tay trái của mình là ra bãi dài, bãi tắm cũng như sân bay quốc tế Cam Ranh. Rẽ phải 50m là chợ và cách 500m là quy hoạch bến xe lớn nhất tại huyện Cam Lâm. Chúng ta cùng tham quan khu liên cơ huyện Cam Lâm anh chị nhé. Công an huyện Cam Lâm. Và từ khu liên cơ anh chị di chuyển về vị trí đất của mình chỉ mất 2km, chưa đầy 5 phút di chuyển thưa anh chị. Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lâm. Và đi hết khu liên cục Cam Lâm thì chúng ta sẽ di chuyển tới sân bay quốc tế Cam Ranh anh chị nhé. Và Hội đồng Nhân dân huyện Cam Lâm. Công an phòng ban chức năng. Rẽ phải 50m phòng giao dịch huyện Cam Lâm. Và kho bạc nhà nước Cam Lâm. Và đi tới sân bay nào anh chị. Ta-da! Ta-da! Đã đến sân bay quốc tế Cam Ranh rồi nè anh chị. Nhà ga T2 đã đi vào hoạt động giữa năm 2018, có khả năng đón hơn 4 triệu lượt hành khách quốc tế một năm và sẽ mở rộng đón 8 triệu hành khách vào năm 2030. Từ đó đã góp phần thu hút nhiều lượt hành khách du lịch quốc tế đến với Cam Lâm. Và đây là biển bãi dài nè anh chị. Bãi dài hiện đang có hơn 45 resort đẳng cấp 5 sao và bờ biển dài hơn 20km thuộc top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh, cách vị trí đất của chúng ta chỉ hơn 4km. Bãi dài Cam Lâm được thiên nhiên ưu ái với hơn 300 ngày nắng trong năm, biển xanh cát trắng đẹp cực kỳ thưa quý anh chị. Và em tin chắc rằng tại thời điểm này nếu anh chị bỏ lỡ cơ hội đầu tư tuyệt vời tại đây thì 1 đến 3 năm sau sẽ cực kỳ tiếc nuối anh chị ạ. Khi mọi quy hoạch đường, khu vui chơi giải trí, khu du lịch thương mại, cao tốc Bắc Nam cũng như quy hoạch bến xe lớn nhất tại huyện Cam Lâm gần vị trí đất của chúng ta được hình thành, thì giá trị bất động sản tại vị trí này đã tăng gấp nhiều lần rồi ạ.
pháp lý hoàn chỉnh, sổ hồng sang tên trong ngày, xây dựng tự do, thổ cư 100%, ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 60% giá trị bất động sản. Anh chị quan tâm liên hệ em Thu qua số điện thoại 0868408674. Em xin cảm ơn chị đã xem hết video của em và xin hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo ạ.